Đúng như những gì mà cô nói, cái xác này chết do bị hút cạn máu trong người. Ta thật không dám tưởng tượng, rốt cuộc kẻ nào lại có sức mạnh đáng sợ như vậy chứ? Ta không biết, cô có để ý thấy cái xác này không? Đôi mắt của cái xác trợn tròn, miệng há rộng. Ta nghĩ là chắc chắn sau khi vào đại điện, hắn đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Không thể nào đâu, điện Lưu Bôi chỉ là cung điện bình thường, ngày nào cũng có người quét dọn. Bao năm qua, chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường cả. Hơn nữa, các cung nữ phụ trách quét dọn còn nói khi bọn họ vào trong, các cửa được đóng chặt, không hề trông thấy ai. Vậy hắn đã bị giết thế nào đây? Chi bằng chúng ta đặt giả thiết trước đi. Nếu như ta đẩy cửa bước vào đại điện, đột nhiên bị đánh lén, ta nhất định sẽ lập tức phản kháng hoặc là giãy giụa. Nhưng mà trên thi thể này không hề có dấu vết đó. Nếu không phản kháng, nói đúng ra là không kịp phản kháng chứ không phải là không phản kháng. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy thứ gì đó đã bị hút cạn máu. Ta không tin đâu, trên đời này chắc chắn không có công phu tà môn như vậy. Ta cũng không tin, nhưng mà cái xác đang ở đây, không cần biết chúng ta có tin hay không. Dương Phi có gì dặn dò? Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chủ nhân của biện Lưu Bôi rốt cuộc là ai vậy? Cái này ta không biết. Dương Phi hỏi người khác thì hơn. Ngươi thật sự không biết? Ta thật sự không biết mà. Điện hạ vẫn còn rất nhiều chuyện cần dặn dò. Ta rất là bận, người tha cho ta đi. Dương Phi à, người làm khó ta, ta cũng không biết đâu. Nếu ngươi không nói cho ta biết thì ta sẽ thua trận so tài này, ta sẽ phải rời khỏi đây. Dương Phi à, ta có thể nói với người, nhưng mà chuyện này đã qua lâu rồi, cô đừng nên hỏi thì hơn. Được rồi, ta đảm bảo không gặng hỏi. Ngươi xem, ta muốn điều tra điện Lưu Bôi thì phải biết chủ nhân của nó là ai, nếu không thì phải điều tra từ đâu chứ? Vậy cũng không được. Điện hạ, ngươi đừng có làm vậy nha. Chiêu này ta chơi nhiều lần lắm rồi đó. Nàng có gì có thể hỏi ta nè. Điện hạ, ti chức. Ta hiểu rồi, người lùi xuống đi. Dân ạ. Sao chàng lại tới đây? Không phải nàng muốn biết sao? Ta nói cho nàng biết, chủ nhân của điện Lưu Bôi là Diệp phu nhân, là mẫu thân của bác hoàng tử. Chẳng qua bà ấy bất hạnh mất sớm. Ta chỉ muốn biết sự thật thôi. Ta đã nói nàng biết toàn bộ sự thật rồi đó. Nàng có thể hiếu kỳ điều tra sự thật, nhưng đừng truy tìm chuyện đã qua. Duyệt phu nhân. Phải đó, Lan Nhược, cô đã từng nghe nói đến chưa? Đang yên đang lành, sao lại nhắc đến bà ấy chứ? Bà ấy là chủ nhân của điện Lưu Bôi mà. Còn ta đang điều tra vụ án điện Lưu Bôi. Thực ra chuyện này cũng không phải là bí mật gì, đa số mọi người đều biết. Duyệt phu nhân chính là thân mẫu của bác hoàng tử điện hạ. Lúc còn trẻ bà ấy rất là đẹp, rất là được sủng ái. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, qua đời từ khi còn rất trẻ. Bác hoàng tử khi ấy vẫn còn là một đứa bé quấn tả lót. Có thể là vì thiếu đi sự chăm sóc của thân mẫu, cho nên hành động hoang đường như vậy đó. Vậy sao? Ta bảo mà, chẳng qua bác hoàng tử lần đầu gặp ta đã trêu chọc ta. Nhưng mà nghe cô kể, ta lại càng tò mò về điện Lưu Bôi. Dương Phi à, đầu người lại có ý tưởng kỳ quái gì có đúng không hả? Ta định nửa đêm thăm dò điện Lưu Bôi. Ai cũng nói thảm án điện Lưu Bôi là do Duyệt phu nhân tác quái. Duyệt phu nhân, bà ấy đã chết bao năm rồi mà. Đúng vậy đó, đừng có nói bậy. Các ngươi chẳng biết gì. Ngươi chưa nhìn thấy, máu trên người cung nhân kia thôi bị hút đến cạn luôn. Hơn nữa, trong điện không có bất cứ tra vào nào. Không phải ma quỷ tác quái thì là cái gì? Ta cảm thấy trong điện không sạch sẽ từ lâu rồi, âm u tĩnh lặng. Bình thường chúng ta đều quét dọn ban ngày. Nếu không phải lần này, nếu không phải gì,
Thái hậu nương nương, nô tỳ không có ý vi phạm cung quy. Thái hậu nương nương tha mạng, xử lý theo cung quy. Nô tỳ không có ý vi phạm cung quy. Thái hậu nương nương tha mạng. Thái hậu nương nương mê hoặc quần chúng. Thái hậu nương nương tha mạng. Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tha mạng. Nương nương, chắc chắn là có người giở trò. Chỉ bằng phái thêm người ban đêm thăm dò điện Lưu Bôi. Người mau truyền lệnh, phái 20 người võ công cao cường, đêm nay canh gác điện Lưu Bôi. Ta không tin không bắt được tên khốn giả thần giả quỷ kia. Kiểm tra rồi, không ai đi theo đúng không nào? Không có đâu ạ. Lan Nhược lại bắn đứng ta hả? Việc này không liên quan đến Lan Nhược. Ban ngày nàng quan tâm đến điện Lưu Bôi như vậy, ta sớm đã nghi ngờ, nên cho Thẩm Ngộ theo dõi nàng. Nàng tưởng đó là nơi nào? Nơi đó đang là hiện trường vụ án giết người. Muộn như vậy nàng còn ra ngoài vì muốn tóm gọn hung thủ, phá giải bí ẩn. Nàng nghĩ nàng là ai? Nàng có năng lực đó sao? Ta không thử thì sao biết được đây? Chỉ cần có ta ở đây, nàng đừng hòng làm loạn nữa. Đi thôi. Dung Chỉ à, đi. Xin chàng cho ta nhìn một chút thôi. Thanh Diệt, Thanh Diệt, cứu ta với. Công chúa, Thanh Diệt à. Đi thôi. Chàng mau thả ta ra đi. Mất mặt quá, chàng thả ta ra. Dung Chỉ à, Dung Chỉ, chàng mau thả ta ra đi. Thả ta ra. Nàng phải hứa sẽ không dấn thân vào nguy hiểm thì ta sẽ thả nàng ra. Chàng nói lý đi, có được không? Nếu ta không điều tra điện Lưu Bôi vào ban đêm thì làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Ta không quan tâm. Ta nói cho nàng biết, nếu nàng còn tiếp tục làm càn, ta sẽ treo ngược nàng lên. Tại sao lại treo ngược vậy? Vì những ai đánh giá bản thân mình quá cao, trong chỗ này chắc chắn toàn là nước. Ta treo ngược nàng lên để xem chỗ nước đó có chảy ra từ tai và mũi của nàng không. Khiếp quá đi mất. Ta không biết, mau thả ta ra. Chàng thả ta ra. Thả ta ra. Thả ra. Điện hạ, điện hạ, điện Lưu Bôi lại có người chết. Lại có người chết sao? Là những ai? Đã xảy ra chuyện gì? Là thị vệ trong cung muốn đến điện Lưu Bôi điều tra, kết quả đều gặp chuyện. Nghe thấy chưa? Lần sau còn muốn điều tra điện Lưu Bôi trong đêm nữa không? Nhưng chưa chắc ta sẽ như họ đâu. Không biết sống chết. Cô muốn đêm khuya điều tra Lưu Bôi điện sao? Đúng rồi. Vì ta cảm thấy hung thủ đang âm thầm chờ thời cơ hành động. Tốt nhất cô đừng làm chuyện khờ dại. 12 vị thị vệ này đều là cao thủ nhất nhì, nhưng ngay cả họ cũng chẳng có cơ hội chạy trốn. Càng đừng nói đến việc phản kháng. Nếu đêm qua người đến là cô, thì chỉ e là thi thể hôm nay lại có thêm một người đó. Dương Phi à, đừng nghĩ chuyện này quá đơn giản. Điện Lưu Bôi thực sự quá tà môn, khiến người ta lạnh sống lưng. Cô nghe lời ngoan ngoãn quay về đi. Phi Phượng tướng quân, tuy ta không lập nhiều chiến tích, danh tiếng giang xa như cô, nhưng mà trước giờ ta không thiếu dũng khí. Có 20 mạng này làm gương rồi, ta sẽ không hành sự lỗ mãng đâu. Trong vòng 10 ngày, ta ắt tìm ra bí ẩn đằng sau, bắt cho ra hung thủ. Em nói xem, tìm cả nửa ngày mà không phát hiện được gì. Em có tìm được gì không? Chẳng có gì hết. Chẳng có gì hết. Thanh Diệt à,
Trên đời này có ma thật không? Người đừng có dọa ta. Ta nói như vậy thôi, em đừng có sợ. Ta nghe là giả, mắt thấy là thật. Ai cũng nói có ma, nhưng có ai thấy đâu? Cho dù nhìn thấy, nhưng họ đã chết hết rồi. Nhưng mà có ma. Làm ta hết hồn. Em nói xem, điện lưu bôi này mười mấy năm nay không xảy ra chuyện gì, tại sao lại vào lúc này? Không biết nữa. Ai vậy? Đừng có đi. Đứng lại, đợi đã. Ta hỏi cô, có phải cô là cung nữ của Diệp phu nhân ngày xưa? Ta biết cô không biết nói, nhưng có biết viết chữ không? Thế này đi, cô viết chữ trả lời ta. Viết chữ thì chắc biết chứ gì. Tay cô làm sao vậy? Cô... ta... cô đừng sợ mà. Ta sẽ không làm hại cô đâu. Ta chỉ muốn hỏi thôi. Ta chỉ muốn hỏi là ta... tham kiến nhiếp chính Dương Phi. Cầm cô, sao cô lại đến đây? Thái hậu nương nương có lời mời. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến thái hậu nương nương. Sở Ngọc à, thời hạn 10 ngày đã qua được một nửa rồi, có manh mối hay chưa? Thái hậu nương nương, hiện giờ lời đồn lan truyền trong cung nói là có người gặp ma. Nhưng ta không nghĩ vậy đâu. Rõ ràng là có người giả ma giả quỷ. Tìm được người đó chưa? Tạm thời thì vẫn chưa. Nhưng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ đúng kỳ hạn. Tự tin là chuyện tốt, nhưng mà quá tự tin ắt sẽ gặp nguy hiểm. Người đời nghe sai đồn sai. Ta lo nếu không tìm ra hung thủ, lời đồn khó mà thu lại được đó. Quốc Toàn thì sao? Cô ấy có cách gì không? Khỏi bẩm thái hậu nương nương, phi phượng tướng quân này giống như nhiếp chính Dương Phi vậy đó, đều không có tiến triển gì cả. Nếu không có cách gì, vậy sao hai người không từ bỏ tỷ thí đáng sợ này đi chứ? Nếu không thì tìm một đề mục mới, tỷ thí lại đi. Từ bỏ? Sao có thể từ bỏ được chứ? Từ bỏ thì thành án treo rồi. Vậy sau này lỡ như có ai đó bị hại nữa thì tính sao đây? Vụ án xảy ra ở Lưu Bôi Điện, không chút vết tích. Để tránh chuyện bất hạnh xảy ra lần nữa, cách an toàn nhất chính là đóng cửa Lưu Bôi Điện. Thái hậu nương nương, người không thể làm như vậy được đâu. Chúng thần vẫn chưa phân định thắng thua mà. Phi Phượng tướng quân không hề có manh mối nào, ngươi cũng không có được gì. Nếu cả hai ngươi đều không có cách, thì sao cứ phải cố chấp như vậy chứ? Các ngươi chưa tìm ra hung thủ ngày nào thì cứ để mặc nguy hiểm tồn tại ở trong cung sao? Đóng cửa Lưu Bôi Điện, không cho bất kỳ ai vào, đây chính là cách an toàn nhất. Vậy người vô tội đã chết thì sao? Ai sẽ đòi lại công bằng cho họ đây? Dương Phi, người cứ tranh giành hiếu thắng mãi, không chịu thua như vậy sẽ chỉ tạo ra sự hy sinh lớn hơn mà thôi. Điện Lưu Bôi là điện cũ của Duyệt phu nhân, là nơi duy nhất mà bác hoàng tử có thể nhìn giật nhớ tới người. Nếu đóng cửa nó lại, hoàng tử chắc chắn sẽ rất là buồn. Người nói cái gì hả? Xin lỗi thái hậu nương nương, ta biết không nên nói như vậy, nhưng mà ta xin người hãy cho ta thêm chút thời gian, có được không? Mẫu hậu à, bệ hạ, mọi chuyện A Gia làm đều là vì nhiếp chính Dương Phi. Ấy vậy mà cô ấy lại không hiểu cho tâm ý của A Gia. Cô ấy không hiểu, nhưng người buộc phải hiểu rõ ràng. Đóng cửa điện Lưu Bôi, một là để ngăn chặn các lời đồn thổi, hai là vì sự an toàn ở trong cung, ba là không để cho kẻ khác nói rằng trong cung của Duyệt phu nhân có ma. Bệ hạ, chút tâm ý này của A Gia mà lại bị hiểu lầm thế này, người thấy ta có thể nhịn được hay sao? Sở Ngọc, người còn không mau thỉnh tội với thái hậu đi. Thái hậu nương nương, người nói muốn đóng cửa điện Lưu Bôi đều là gì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người, nhưng Sở Ngọc lại ăn nói hàm hồ, làm người tổn thương.
là do Sở Ngọc quá lỗ mãng rồi. Ta xin lỗi, là do ta không đúng. Nếu ngươi đã biết rõ rồi thì tại sao còn lấy tính mạng của mình ra mà mạo hiểm chứ? Nếu cô có bất trắc gì, Nhiếp Chính Dương phải làm sao đây hả? Nhưng mà cứ quyết vậy đi, để Hoàng thượng ra một đề thi khác cho các ngươi, rồi lập tức phái người đóng cửa điện Lưu Bôi. Thái hậu nương nương nói vậy là sai rồi. Tiện thiếp tham kiến bệ hạ. Thái hậu nương nương, Hồng Tụ à, lời nàng vừa nói rõ ràng là không tán đồng với việc đóng cửa điện Lưu Bôi. Bệ hạ, bây giờ lời đồn không chỉ có ở trong cung, mà giờ khắp cả Bình Thành đã lan truyền hết cả rồi. Nếu giờ mà đóng cửa điện Lưu Bôi, chẳng phải là chứng minh lời đồn là thật hay sao? Như vậy sẽ khiến cho mọi người cho rằng trong điện thực sự có ma. Phòng quý nhân không được nói linh tinh. Ta đề nghị đóng cửa điện Lưu Bôi là vì ta muốn đảm bảo an toàn cho mọi người ở trong cung, không phải là vì nghe lời quỷ quái nào hết cả. Phong quý nhân, ngươi đã vào cung thì đừng mang những thứ dơ bẩn bên ngoài cung vào trong này. Ma quỷ gì chứ? Ma quỷ gì? Ta thấy chỉ cần trong lòng không có ma quỷ thì nơi đâu cũng là nơi yên bình hết. Thái hậu nương nương nói rất là đúng, là tiện thiếp lỡ lời. Nhưng mà đóng cửa điện Lưu Bôi chỉ là cách tạm thời, không có trị tận gốc. Hoàng cung là đất thiên tử, mà lại để cho một khung điện như vậy tồn tại thì khó tránh khỏi việc kẻ khác chê cười. Hơn nữa điện Lưu Bôi dù gì cũng là chỗ ở cũ của Duyệt phu nhân. Những lời đồn trong cung về hung điện này không phải đều nói rõ là Duyệt phu nhân đã biến thành ma rồi hay sao? Đề nghị của Thái hậu nương nương đúng là giấu đầu hở đuôi, có khi lại gây ra tác dụng ngược đó. Bệ hạ, thế này không những làm tổn thương bác hoàng tử mà còn làm tổn hại đến uy nghiêm của người nữa. Vậy nên tiện thiếp cho rằng điện Lưu Bôi không những không được đóng lại mà còn phải điều tra cho rõ ràng nữa đó. Phong quý nhân nói có lý đó. Hơn nữa bây giờ thời hạn 10 ngày còn chưa đến, ta xin người hãy cho ta thêm chút thời gian. Nếu như sau 10 ngày các người vẫn không có cách gì thì sao đây? Đến khi đó Thái hậu nương nương muốn đóng cửa điện Lưu Bôi, Sở Ngọc cũng không còn gì để nói cả. Được rồi, nếu người đã nói như vậy, trẫm sẽ đợi đến ngày thứ 10. Nếu tới lúc đó vẫn không có phát hiện gì, trẫm sẽ đích thân hạ chỉ đóng cửa điện Lưu Bôi. Phong quý nhân, cô thật là to gan đó, dám chống đối lại Thái hậu sao? Thái hậu nương nương, tiện thiếp không biết đã nói sai điều gì mà khiến người tức giận như vậy. Rõ ràng ngươi biết điện Lưu Bôi gây họa khắp nơi mà lại luôn cố ý ngăn cản. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Thái hậu nương nương, người hiểu lầm rồi. Muốn chặn miệng người đời còn khó hơn ngăn đi. Lời đồn ngày càng lan truyền rộng rãi, cuối cùng rồi sẽ thành cục diện không thể cứu vãn nổi đâu. Tiện thiếp làm như vậy là muốn dùng chân tướng để dẹp bỏ các lời đồn, đâu có mục đích gì đâu. Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng nếu như Nhiếp Chính Dương phi và Phi Phượng tướng quân đều có chuyện gì không hay ở điện Lưu Bôi, người đầu tiên mà ta không tha thứ cho chính là ngươi. Phi Phượng tướng quân trí dũng song toàn, còn Nhiếp Chính Dương phi thông minh nhanh nhạy, ta rất có lòng tin vào bọn họ. Thái hậu nương nương, không thấy vậy hay sao? Đương nhiên là ta cho là như vậy rồi. Hồng Tụ à, về cung. Thái hậu nương nương về cẩn thận. Hồng Tụ, không sao đó chứ? Không sao. Vừa rồi cảm ơn cô. Nếu như không có cô nói giúp ta, Thái hậu nhất định sẽ đóng cửa điện Lưu Bôi, khi đó sẽ chả điều tra được gì cả. Sở Ngọc à, thực ra Thái hậu nương nương nói cũng rất đúng. Ta từng thấy rất là nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thấy hung án nào đáng sợ như vậy. Nếu như mà điện Lưu Bôi thực sự là một nơi xấu thì đóng lại vẫn tốt hơn. Cô đừng có gì muốn thể hiện nhất thời mà mạo hiểm tính mạng của mình rồi xông vào. Hồng Tụ à, cô biết con người của ta, tính tò mò của ta rất lớn. Không gặp thì thôi, nhưng đã gặp rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng được đâu. Nói cho cô hay, ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Cho dù không điều tra được chân tướng thì cũng không thấy hổ thẹn với lòng mình. Sở Ngọc à, ta muốn cô hứa với ta một chuyện. Là chuyện gì? Ta nghe nói là sau khi trời tối thì người vào điện Lưu Bôi không có một ai là có thể sống sót quay ra được. Cho nên cho dù gặp chuyện thế nào, cô cũng đừng vào điện Lưu Bôi sau khi trời tối. Nghe rõ chứ? Yên tâm đi Hồng Tụ à, ta biết nặng nhẹ thế nào mà. Cô hứa trước với ta đi. Được, ta hứa.
Cô biết không hả? Cho dù ta không hứa, thì mỗi ngày trước lúc hoàng hôn, Dung Chỉ cũng sẽ đưa ta đi, không cho ta ở lại đâu. Cô đó, nhẹ thôi mà. Nhiếp Chính Dương thì đang lo lắng quan tâm cho cô, có phúc mà không biết hưởng. Vậy sao? Ngốc quá. Tham gì cả? Người nói xem có cách gì có thể vào đại điện mà không bị hung thủ giết người sát hại đây? Công chúa à, người nói xem đại ngụy này đâu đâu cũng là hòa thượng, đi đâu cũng gặp được họ hết. Có ngốc không vậy? Hoàng thượng sùng tính Phật từ trên xuống dưới, đương nhiên sẽ có bầu không khí như vậy mà. Hiểu chưa? Đã rõ. Phẩm Ngộ, mau lên. Nhiếp Chính Dương ở đâu? Hoàng thượng vừa giao nhiệm vụ mới, mấy hôm nay ngày ấy không ở phủ, có gì nói với ta là được. Tính sau đây không kịp nữa rồi. Sao vậy? Mặc kệ, đi đi đi, đi theo ta. Đi đâu vậy? Mau lên, mau lên. Xanh việc à? Dương Phi à, người đang làm gì vậy? Thẩm Ngộ, người đến rồi sao? Chẳng phải ta nghe nói Điện Lưu Bôi có ma hay sao? Sau đó ta lại nghe nói tượng Phật này có thể trấn áp ma quỷ. Cho nên ta đã tìm thợ giỏi nhất trong thành làm tượng Phật ngay trong đêm luôn. Dương Phi à, đây không phải gọi là làm mà gọi là thỉnh Phật. Đúng đúng đúng, là thỉnh Phật. Không phải, thực ra là công chúa muốn đem cái này, sau khi có được bức tượng Phật này thì ma quỷ trong Điện Lưu Bôi sẽ không giở trò nữa đâu. Trước giờ Dương Phi không tin vào ma quỷ, sao giờ đột nhiên người lại tin cái này? Người nghĩ xem, người bị bệnh nặng nhất định sẽ phải uống đủ loại thuốc, nhỡ mà kỳ tích xuất hiện thì sao? Tuy ta không tin, nhưng mà hoàng thượng tin. Nếu như mà thật sự là ma quỷ biến mất, thì chả phải ta thắng gián này rồi sao? Quá ra Dương Phi muốn thắng nên tìm bừa một cách hay sao? Đúng rồi, hôm nay ta có thể làm xong. Trước khi mặt trời lặn, ta sẽ đưa vào Điện Lưu Bôi. Người không được cản trở đâu. Đi đi. Thẩm Ngộ à, đi, mau đi đi. Mau đi đi. Không được nói cho hắn biết. Được rồi, vất vả cho mọi người rồi. Mọi người mau về đi. Nhiếp Chính Dương Phi, người cũng mau về đi. Mặt trời sắp lặn rồi đó. Ta sẽ ra ngay thôi. Các người mau đi đi. Vâng ạ. Cái này tuyệt thật đó. Thanh Diệt, chỉ cần trốn ở bên trong chắc chắn sẽ không bị phát hiện ra. Hơn nữa lại còn có thể nhìn rõ mọi thứ nữa. Người không được phản bội ta, nếu không ta sẽ mặc kệ người luôn đó. Không được đâu, người ra ngoài đi mà. Ngươi làm gì vậy? Thanh gì cả? Ta không đùa với ngươi, ta cũng không đùa với người. Như thế này quá nguy hiểm, người không được vào, trời sắp tối rồi, ta phải bắt ma. Bắt ma gì chứ, mau ra đi, nguy hiểm lắm công chúa. Nguy hiểm lắm, ta không đi, mau ra ngoài đi. Công chúa, mở cửa. Mở ra đi. Công chúa, nguy hiểm lắm công chúa à. Nhất định là không có vấn đề gì cả. Đợi khi trời tối ta sẽ tận mắt nhìn xem rốt cuộc đó là cái gì. Công chúa, mở cửa. Mở cửa. Công chúa, người không sao đó chứ? Công chúa, không sao không sao. Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả. Công chúa, mở cửa. Mở cửa ra. Công chúa. Ta không nhìn nhầm đó chứ? Đó là Nhiếp Chính Dương sao? Đúng rồi, thường ngày Nhiếp Chính Dương rất điềm tĩnh chín chắn, sao lại chạy trong cung thế kia? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tay rồi hay sao? Trông ngày ấy dội như vậy, muốn chạy đi đâu vậy chứ? Điện hạ, đồ khốn,
Tao bảo ngươi canh chừng cô ấy. Ngươi canh chừng kiểu gì vậy chứ? Dung Dĩ à, chàng sao vậy? Ta tưởng nàng đã... Chàng tưởng ta làm sao? Ta tưởng sau khi ta đi rồi, nàng lại lén chạy tới điện chứ. Chàng nhìn xem, ta không sao đâu mà. Chàng nhìn xem, ta đâu có sao đâu. Ta sợ chàng giận nên mới không nói cho chàng biết. Chàng đừng giận nha. Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đừng lấy tính mạng mình ra mạo hiểm mà. Nếu nàng chết thì ta phải làm sao đây? Nếu nàng biến thành xác khô thì sao đây? Nàng có biết ta sợ thế nào không hả? Nàng chỉ nghĩ cho mình thôi, chỉ biết háo thắng chứ không hề có lương tâm. Sợ chàng vì ta nên mới sợ hay sao? Ta... Chàng không cho ta vào điện lưu bôi mà. Vậy nên ta mới dùng tượng Phật làm cớ. Ta lén chui vào trong. Nhưng mà Thanh Diệt lại nói cho Thẩm Ngộ biết. Thẩm Ngộ bèn xin chỉ của Hoàng Thượng, chờ đến tối thì kéo ta ra. Chàng đừng giận ta có được không hả? Vậy kia là ai? Điện hạ, đây là một tử tù thuộc hạ tìm tới. Hắn tự nguyện đi thăm dò để đổi lấy tự do, sống chết không hối hận. Chúng ta đã dồn hết sức rồi nhưng vẫn thất bại. Để ta xem sao. Quốc Toàn à, sao nào? Như trước đây, tất cả máu trong người đều bị hút cạn. Nhưng mà rõ ràng cả người đã được bảo vệ kỹ càng rồi mà, quái vật đó sao chui vào được chứ? Chẳng phải là cô đã để lại một kẻ hở hay sao? Ý cô là quái vật đó còn nhỏ hơn cái lỗ này sao? Tất nhiên, nếu cô kiểm tra kỹ thi thể thì sẽ phát hiện ra điều này từ lâu rồi. Là lỗi của ta. Ta quá tự tin. Ta đã hại hắn rồi. Cô lại xem cái này đi. Đây là cái gì? Hình như là phấn hoa, nhưng cũng không giống lắm. Chuyện này quá nguy hiểm. Hay là hủy bỏ cuộc thi? Không đâu. Nếu cuộc đấu đã bắt đầu, trừ phi ta hoặc Nhiếp Chính Dương Phi chết nửa chừng, nếu không sẽ không dừng lại đâu. Nếu mà bỏ cuộc, được thôi. Ngươi khuyên cô ta nhận thua đi, trận đấu này mới kết thúc được. Điện hạ, sao ngài không khuyên Quốc tướng quân? Với tính cách của cô ấy, không tra rõ ràng thì sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng mà, được rồi, ta đã đồng ý để họ thi đấu. Ta sẽ không can thiệp giữa chừng. Hôm nay Quốc tướng quân rất là kỳ lạ đó. Hôm qua vẫn còn ổn mà. Ta đắc tội cô ấy rồi sao? Thẩm Ngộ à, mang tượng Phật đi. Dung Chỉ à, nàng có thể tiếp tục thi đấu, nhưng mỗi việc nàng làm đều phải nói cho ta biết. Chàng bá đạo quá đi. Chàng quay lại cho ta. Dung Chỉ à,
Người theo ta làm gì chứ? Tránh ra đi. Không đâu, ta không tìm được đường ra. Thật đó, hoàng cung này rộng lớn như vậy. Hơn nữa lần đầu ta tới đây mà, ban nãy cô bỏ ta lại, ta quản chết đi được. Người có thể bảo cung nhân đưa ngươi ra ngoài. Quốc Toàn à, lẽ nào không có người nào bảo cô giúp thì giúp cho trót hả? Là cô kéo ta tới trong cung mà, cô cũng phải đưa ta ra mới đúng chứ. Cố Qua, sao nào? Cô giận rồi sao? Rõ ràng huynh biết. Ta biết, ta biết ban nãy cô nhìn thấy Nhiếp Chính Dương quan tâm Nhiếp Chính Dương phi như vậy, vậy nên cô mới tức giận. Nếu đã biết thì còn dính lấy ta làm gì? Nhưng mà cô có biết ta cũng tức giận hay không? Huynh thì có gì mà giận chứ? Cô thật sự không hiểu sao? Ta không hiểu. Được rồi, vậy ta nói cho nàng biết. Hỗn xược. Xin lỗi, nhưng ta rất là thích nàng. Không thể nào. Sao lại không thể? Rõ ràng ngươi biết ta và Dung Chỉ. Vậy thì sao chứ? Rõ ràng nàng biết người Dung Chỉ yêu là Sở Ngọc, nhưng nàng vẫn kiên trì đó sao? Còn ta, trên đường từ Kinh Châu ngàn dặm xa xôi tới Bình Thành này, lý do duy nhất của ta chỉ có nàng mà thôi. Cố Quan à, nếu ngươi còn không câm miệng lại thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi đó. Trái tim con người không thể nào khống chế nổi đâu. Cho dù nàng có cắt lưỡi ta chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản ta yêu nàng được. Ta không muốn nghe mấy lời vô bổ này nữa đâu. Quốc Toàn, rồi sẽ có ngày ta sẽ để cho nàng biết người thật sự yêu nàng là ai. Cho đến ngày đó, ta sẽ luôn chờ nàng. Vậy thì ta cũng nói thẳng luôn, người ta yêu là Dung Chỉ. Người sẽ không bao giờ chờ được ngày đó đâu. Quốc tướng quân, xin lỗi người, xin lỗi. Đợi đã. Đèn lưu ly ở Nguyệt Qua Điện hỏng rồi, nên nô tỳ mang tới thay. Quốc tướng quân à, chiếc đèn này có vấn đề gì hay sao? Có vấn đề chứ. Vấn đề lớn nữa là đằng khác. Bệ hạ, Ai Gia xin người hạ chỉ chấm dứt cuộc thi lần này. Thái hậu nương nương, ta cũng mới nghe nói, nếu đêm đó Thẩm Ngộ không tới xin thánh chỉ thì người chết trong tượng Phật chính là Nhiếp Chính Dương phi. Cuộc thi nguy hiểm như vậy sao có thể tiếp tục được chứ? Bệ hạ, thần xin người hãy cho thần một cơ hội được không? Vẫn còn một ngày nữa mà. Lẽ nào người đã quên những người đã chết như thế nào sao? Muội muốn để cho bệ hạ cho muội một cơ hội nữa. Vậy thì muội hãy nói cách giải quyết nào tốt hơn đi. Thần đã từng ngăn cản nàng ấy, nhưng với Sở Ngọc, ngừng cuộc thi này chẳng khác nào lấy mạng nàng ấy. Nhiếp Chính Dương phi, Thái hậu nói đúng đó, đừng lấy tính mạng ra mạo hiểm. Chuyện này dừng lại ở đây, trẫm sẽ đưa ra một đề thi mới, các ngươi so tài lại đi. Nhưng mà bệ hạ, Phi Phượng tướng quân tới. Quốc Toàn tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái hậu nương nương, miễn lễ. Đến đúng lúc lắm. Bệ hạ, tuyên bố trước mặt của Quốc tướng quân chính thức ngừng cuộc thi. Quốc tướng quân à, cô nghe thấy chưa? Cô mau khuyên bệ hạ đi.
Bệ hạ lo lắng an nguy của nhiếp chính Dương Phi và thần, thần vô cùng cảm kích. Nhưng bệ hạ lời nói gói gàng, đã lệnh cho thần điều tra chuyện của Điện Lưu Bôi, thần không dám không theo. Bệ hạ chớ lo, thần có cách. Là cách gì? Chúng ta tổ chức một buổi tế lễ. Tế lễ Điện Lưu Bôi có ma quỷ tác quai tác quái, tượng phần của nhiếp chính Dương Phi cũng không trấn áp nổi. Chúng ta có thể dùng đồ cúng tế để nguôi cơn giận của ma quỷ. Chỉ cần khiến ma quỷ không làm loạn, Dương Phi và thần tất nhiên sẽ an toàn. Vậy thì chuyện ở Điện Lưu Bôi có thể tiếp tục điều tra rồi. Quốc Toàn, ý của người là sao đây? Tất nhiên là thần muốn quỷ hồn mãi mãi bị nhốt trong Điện Lưu Bôi rồi. Lẽ nào Thái hậu sợ quán khí quá nặng, xong ra ngoài tiếp tục giết người? Quốc Toàn, bệ hạ, thần đảm bảo với người, sau buổi tế lễ chắc chắn sẽ không còn ma quỷ tác quai tác quái nữa. Nhưng Quốc Toàn to gan, mời bệ hạ đích thân tham gia, dùng long khí trấn áp ma quỷ, vậy mới trừ được hậu quả. Được thôi, vậy cứ như ngươi nói đi, trẫm muốn xem cách của ngươi có hiệu quả hay không đây. Tạ ơn bệ hạ. Tham kiến Thái hậu. Quốc Toàn, người điên rồi sao? Người dám để cho điện hạ gặp nguy hiểm. Thái hậu nương nương, người hãy cẩn thận chút, đừng kinh động ma quỷ. Người, ma quỷ ở đâu vậy? Ta cũng muốn xem. Tham kiến bệ hạ. Hồng tụ, nàng cũng tới rồi sao? Có bệ hạ ở đây, Hồng tụ tất nhiên không sợ gì rồi. Chính vì có những kẻ không sợ thiên hạ đại loạn như các ngươi, mới khiến trong cung này chướng khí mù mịt. Thái hậu nương nương, Quốc tướng quân có ý tốt, muốn trừ tà cho Điện Lưu Bôi mà, sao người lại trách cô ấy chứ? Trời sắp tối rồi. Bỏ hết màn che ra. Dân ạ, kẻ nào? Bắt cô ta lại. Mọi người mau tới xem đi. Đây là thứ gì vậy? Những thứ đó là cái gì vậy? Bướm bướm, không thể nào. Ta chưa từng nhìn thấy bướm bướm hút máu cả. Đây không phải là bướm, mà là một đám quái vật đó. Không thể để chúng ra ngoài. Mau đóng lại đi. Đi thôi. Đi. Mở cửa điện ra. Đi rót chén trà tới đây. Dân ạ, đây chính là thứ
Người muốn chúng ta xem sao? Dân ạ, còn phải cảm ơn nhiếp chính Dương Phi. Lệnh cho người làm một bức tượng Phật, khe hở duy nhất chính là dùng lỗ hổng để quan sát bên ngoài. Sau đó chúng ta thấy ở bên ngoài lỗ hổng có dính thứ bột kỳ lạ màu xanh. Thần bèn nghi ngờ thứ công kích con người có thể là loại côn trùng nào đó. Nhưng lúc đó thần còn không biết chúng trốn ở đâu. Vậy nên cô mới thay đổi khung cửa sổ để quan sát chúng. Đúng. Đáng ghét. Lúc trước ta đã thấy chúng rồi, nhưng cứ tưởng là điêu khắc y như thật thôi. Điệp biến qua và kiểu điêu khắc thường thấy, cho dù người thường có chú ý tới cũng không nghĩ chúng là vật sống đâu. Đúng rồi, hình dạng của loại bướm này nhỏ hơn bướm thông thường. Sau khi hút xong máu rồi sẽ hồi phục lại kích thước, quay về bức tường. Đó là cái gì vậy? Là bướm đó.